mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái phần mềm mình đang chạy mịn. Nếu như mà chúng ta làm công nghiệp thì không thể nào mà ngồi chấm ra từng cái một và rất là lâu. Và cũng như kiểu là khi mà chúng ta mà ngồi mà chấm ra ấy, thì chúng ta chắc chắn là chạy phần mềm. Thì ở đây hôm nay mình chỉ chia sẻ với các anh em một cái phần mềm mình đã chia sẻ ở trên kênh rồi, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ lại một cách chạy mịn cho anh. Thì khoảng vài tháng mình ngồi nghiên cứu và cũng chạy mịn rất là nhiều cái skin thinner này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một vài cái căn bản mà mình đã biết được cho anh em nhá. Thì ok, ở đây thì cái giao diện skin thinner nó chả khác gì cái giao diện của Portrait hoặc là cái mấy cái giao diện Portrait 3.0 hoặc là mấy cái giao diện Portrait 2, giống y chang luôn. Nhưng mà skin thinner này chạy mịn cực kỳ đẹp và cực kỳ mạnh mẽ luôn nha. Nếu mà anh em nào mà chưa từng sử dụng qua thì lên xem cái clip này, cực kỳ đẹp luôn. Và cá nhân mình rất đánh giá cao cái phần mềm chạy mịn này, và anh em sẽ xem mình chạy mịn như thế nào nha. Đầu tiên thì cái phần mềm này có thể cho chúng ta thay đổi được tất cả cái thông số vùng da. Dụ nhầm dê đây cái nó ra, dê đây cái nó ra. Đó. Thì ở đây thì anh em có thích chạy vùng nào thì anh em dê vùng đó hộ mình. Anh em có thể hiểu không? Hoặc là anh em bấm vào custom này để cho nó auto, hoặc là anh em auto với custom đây thì cái này là tùy chọn, còn cái này là tự động. Thì anh em chọn bất kỳ vào cái vùng da nào, vùng nào mà anh em cần chạy mịn. Cho anh em xem before với after nhá. Đây, đây là before này. Not after này, đó, chạy mịn rất đều luôn. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ ở cái phần skin detail này. Thì anh em hãy kéo cái phần amount lên cho mình nhá. Cái amount là cái để mịn nhiều, cái chạy mịn nhiều. Thì ở đây mình sẽ di chuyển nó càng lên cao thì nó càng mịn. Đây, cho anh em xem thay đổi. Đó. Cái phần mũi này nó sẽ rất là bết. Thì ở đây thì mình để khoảng tầm 75% thôi. Và cái phần file bên dưới này thì anh em giảm hết đi cho mình. Thì cái này nó là chính là cái hạt. Anh em càng giảm đi thì cái hạt nó càng nhiều. Ở đây mình trừ đi khoảng 25% thôi, hoặc là 30, 25. Đó, ok. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được cái phần skin tone ở bên dưới này. Skin tone ở bên dưới này chúng ta có thể điều chỉnh được màu da nhạt, đậm. Thì chủ yếu về chỉ để màu da mà thôi. Thì anh em nào mà quan tâm đến phần mềm này thì mình sẽ cho cái link tải ngay bên dưới nhé. Anh em nhớ tải về nhé. Có thể là chúng ta sẽ chuyển được sang màu đỏ, màu đỏ gạch, màu cam, đó, màu hồng, màu đỏ hồng chứ không phải màu đỏ gạch. Hoặc là chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa được độ đậm nhạt của da. Rất là hay và mình thấy rất là hữu ích. Và cái contrast này mình không thích thì mình để không, cho nó không có bị đậm cái vùng đen của mình. Hoặc là anh em có thể thích thì anh em có thể trừ đi. Và anh em có thể tăng sáng được cái vùng da nhé. Về cái brown này, anh em có thể tăng sáng, tăng tối, nó tùy tâm mọi người. Thì khi mà chúng ta chỉnh sửa ở đây thì chúng ta có thể tăng sáng, tăng tối của cái vùng da này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó, ok. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem before với after. Đây là cái mà mình đã mong chờ từ rất là lâu, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng anh em. Rồi, ok, như vậy nha, mình sẽ ok cái ảnh này đi. Như vậy là mình làm xong một tấm hình rồi. Nói chung là gọi là ảnh công nghiệp đi, cho nó dễ. Chứ bây giờ mà ngồi nguyên một ngày mà chỉnh sửa khoảng 100 cái ảnh mà chấm bằng tay thì chắc chắn là không làm kịp. Vẫn bắt buộc phải dùng bằng cái mấy cái skin. Ok anh ơi, inbox em nhá. Rồi, mình sẽ giảm cái phần opacity xuống, tại vì là cái này nó chạy mịn quá, nó không có đẹp. Thì anh em tích chốt cho mình một cái vào đây nhá. Chúng ta sẽ giảm nó đi. Và đây mình sẽ giảm khoảng flow để khoảng 20%, mình sẽ giảm nó xuống. Những cái phần nào mà cần mịn thì mình sẽ chạy mịn, còn những cái phần nào không cần mịn thì mình sẽ bỏ qua nó. Ví dụ như phần tóc chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta không nên chạy rồi. Tại vì là chạy xong tóc thì nó bết, nhìn nó không có tự nhiên. Ở đây mình sẽ chỉ chạy mịn phần da thôi. Thì mình sẽ brush những cái phần da với phần môi, mắt cũng không chạy. Có nhau nào thức đêm nhiều cho mình không nhỉ? Gần như là một ngày mười mấy tiếng ngồi máy tính luôn.
từ sáng đến tối. Lúc nào mắt mỏi quá thì đi chặt đá cho nó khuây khỏa cái đầu óc, xong thì lại về cái tiếp. Nỗi khổ của những người thợ Photoshop và thợ ảnh chắc giống nhau. Anh em ở đây mình brush nó hơi rối chút xíu, nhưng mà chủ yếu phần mặt thôi, phần tay mình cũng không quan trọng cho lắm. Rồi, cũng tạm ổn. Mình sẽ brush lại phần trán này chút nữa, tại vì phần trán này nó chưa thực sự đều cho lắm. Thì cái phần mềm này nó cũng hút giúp ích cho rất là nhiều, nhanh, nhiều anh em nhé. Mình cũng rất thích cái phần mềm này. Rồi, cái link tải mình lại cho lại ở bên dưới nhá. Rồi, ok, vậy là mình vừa chia sẻ với anh em một cái phần mềm chạy mịn rất là nhanh và hay, đều, và nó không có bị bết, không mất chi tiết và rất là đẹp. Rồi, anh em nhớ sub kênh ủng hộ, đừng quên like, share, bấm chuông và nói xin chào mọi người. Mình sẽ stop cái livestream ở đây luôn. Xin chào anh em nhé. Chúc anh em chút nữa ngủ ngon.